Nay là tối ngày 4 Tây tháng 1 2020. Bây giờ là 6 giờ 20. Thì bà thời ơi, về ghé thăm Đốc Nhang ba đây. Ngày mai đi xuống thăm mã đi. Lớn ghê chưa? Ông nội thương lắm á. 3 tuổi, giờ bao nhiêu ạ? Giờ 24 tuổi. Mới bước qua 11 tháng. Nói tuổi nhất. Có ba có cháu nội hết trơn chứ. Giống anh Tây lắm. Ta nhậu vô ba bữa đi. Okay. Ba bệnh ba không có nhậu đâu. Vậy là mấy tiệm bia hơi bị ế à? Hả? Vô cái đồ đi, ok. Giờ tới Đốc Nhang ba má rồi, thôi về đi. Rồi đi ăn tối với mấy đứa. Ok. Nha, yeah, ok, bác ba đi nha. Rồi. Đây, Bùng Vinh, này gì Vinh, cái me phải không? Cái gì? Cậu me. Rồi. Đi vô phần cái đường đây. Rồi tới nhà Thiên Tân kiếm ăn tối rồi chơi. Chống đi gửi xe vào rồi nhà chúng ta nghe biết là chưa chấp bắt nha. Yeah. Ừ, mấy anh em thôi. Ăn tối rồi à. Có với anh nè phải không? Mấy em bóng nhậu bắt ba, rủ ba đi nha. Với mấy đứa em ở gỡ quán thóc Vĩnh Long nè, bữa nay thứ bảy đó, quay phim nè. Tối giờ này mới ta, giờ này mấy giờ ta? Giờ 8 rưỡi chưa? 9 giờ đó, uống phê chung với mấy đứa quay phim đây, cảnh nhân vòng đây coi xem nha. Rồi, đẹp. Đây là mình đứng trên quán cà phê thóc ở góc đường Lê Lai, em Tô Thị Quỳnh, Vĩnh Long nha. Đang uống cà phê.
coi cái view ở ngoài sông đẹp quá. Đó, view này là sông Cổ Chiên nha. Mời các bạn theo dõi nha. Đây, bây giờ 9 giờ ngày 4 tháng 1 2020. Đây. Mấy người họ mấy thứ bảy nè. Thư giãn uống cà phê ở dưới bờ sông nè. Đó, quay lại gần rồi, đó, beautiful. Vĩnh Long giờ vui lắm nha. Vĩnh Long quê tôi. Đây góc nhìn xung quanh. Đó. Ở trên lầu. Ai cũng thử vui vẻ buổi chiều weekend. Đây gia đình mình chỉ có ở đây có phố đi bộ nữa nè, các phố đi bộ thấy chưa, phố bộ này là đường Lê Lai. Đây phố đi bộ, đây đó bạn nha. À, đẹp chưa? Ồ, buôn bán rộn rịp. Chỉ 5 giờ vui quá, tối rồi nè. Nè, dưới nè. Đó, đó, có ba. Đó, ba con. Anh, bà Lan ở nhà, bà Lan ở phía trong. Bà Lan thiệt không? Thiệt hả? Thấy không? Cá đó. Đó. À. Cháu tôi theo tôi hoài nè. Gì? Phải phá ba đó rồi. Đó, cá là cá. Cá hết trứng lên. Con thấy không? Cá đó. Trời ơi, nhóc ghê không? Về ở dưới nha, cũng được. Đấy, lên lầu. Đó, có phải góc đường này nè. Thôi về về. Đi xe về Phú Quế. Đây chuẩn bị. Về Phú Quế. Thì các bạn cảnh phải không?